Ngày 29 tháng 3, Sina đưa tin Trúc Bá Chi lộ vòng hai lớn trông thấy trong buổi ghi hình show giải trí mới đây. Nguồn tin cho hay nữ diễn viên đang trong giai đoạn thai kỳ nhưng không muốn chia sẻ sớm thông tin. Trong giới giải trí, Trúc Bá Chi luôn là nghệ sĩ có thân hình đẹp, không mỡ thừa nhờ luyện tập thể thao chăm chỉ. Sau khi sinh con thứ ba, cô cũng nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Vì thế, việc vòng hai lớn là điều bất thường đối với cô. Thời gian gần đây, Trúc Bá Chi thường xuyên vướng tin đồn mang thai lần thứ tư. Những hình ảnh nàng tinh nữ lang xuất hiện với vòng hai lớn bất thường cũng khiến netizen đặt dấu hỏi, nghi ngờ liệu tin đồn có phải là sự thật hay không. Trước đó, Trúc Bá Chi cũng từng chia sẻ về việc cô muốn có thêm một bé gái, nên rất nhiều người tin tưởng việc nữ diễn viên vẫn khá chấp niệm với việc này. Ngoài ra, mới đây, Phó chủ nhiệm khoa sản thuộc Bệnh viện Thâm Quyến, Đại học Bắc Kinh cũng bất ngờ đăng tải bức hình Trúc Bá Chi với phần bụng nhô cao và đưa ra dự đoán rằng mỹ nhân họ Trương đã mang thai được khoảng 30 tuần, tức ở tháng thứ 7 của thai kỳ. Theo vị bác sĩ này, nếu sinh thường, Trúc Bá Chi có thể sẽ sinh con sau 2 tháng nữa, tức tháng 5 tới đây. Hiện tại, netizen đang phân làm hai luồng ý kiến. Một bộ phận cư dân mạng khẳng định Trúc Bá Chi không thể mang bầu, bởi thời gian này, cô đang tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng. Chương trình này đòi hỏi thí sinh phải luyện tập ca hát và vũ đạo rất nhiều, thậm chí mỗi ngày phải tập đến 10 tiếng. Một người đang mang bầu không thể vận động và làm việc quá sức như vậy, bởi sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi. Song không ít ý kiến cho rằng, chuyện Trúc Bá Chi mang thai không phải là không thể, bởi trước đây khi sinh quý tử thứ ba, mỹ nhân họ Trương cũng từng che giấu rất giỏi. Ngoài ra, trong chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, khi tham gia các buổi tập nhảy chung, Trúc Bá Chi cũng thường xuyên tỏ ra lười nhác, không tích cực tập luyện như các thành viên khác. Thay vì lên tiếng giải thích với cộng đồng mạng, Trúc Bá Chi đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh cô đang tập thể dục giữa tin đồn mang thai lần thứ tư đang lên tới đỉnh điểm. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn tập động tác yoga với độ khó cao là trồng cây chuối, đồng thời khoe khéo phần bụng phẳng lì và không có bất cứ dấu hiệu nào của việc mang thai 5 tháng như tin đồn. Có thể thấy, dù không trực tiếp lên tiếng đáp trả, nhưng động thái này của Trúc Bá Chi khiến cư dân mạng tin rằng cô đang ngầm phủ nhận những tin tức sắp sinh em bé. Trúc Bá Chi cũng từng lên tiếng phủ nhận, cho biết vì đã ngoài 40 và sinh 3 con nên cô không còn giữ được thân hình hoàn hảo như trước nữa, nhưng mọi người dường như vẫn không quá tin tưởng. Có vẻ như sau loạt hình ảnh mới đây, Trúc Bá Chi đã hoàn toàn xóa bỏ được những đồn đoán xuất hiện trong thời gian qua. Hồi giữa tháng 3 năm nay, Trúc Bá Chi còn đăng tải hình ảnh ăn salad để khẳng định bản thân đang trong quá trình giảm cân. Trên Instagram, cô vẫn vui vẻ khoe loạt ảnh video về những hoạt động hàng ngày như đi chơi cùng các con trai, tập luyện cho chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2. Mới đây nhất, phía studio văn phòng làm việc của Trúc Bá Chi đã chính thức có động thái được cho là ngầm phủ nhận chuyện mang thai. Studio văn phòng làm việc của Trúc Bá Chi ra thông báo, vào ngày 30 tháng 3 tới, cuộc thi chạy marathon Tam Á, Hải Nam lần thứ 13 sẽ diễn ra. Hãy đến tham gia cùng Trúc Bá Chi của chúng tôi, sống hết mình với thanh xuân tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Từ thông báo của studio văn phòng làm việc, có thể thấy vào ngày 30 tới đây, Trúc Bá Chi sẽ tham gia cuộc thi chạy tại đảo Hải Nam. Người đang mang thai ở tháng thứ 7 liệu có thể chạy marathon không? Rõ ràng là không thể. Trúc Bá Chi từng có cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm với Tạ Đình Phong. Năm 2012, cả hai ly hôn, nữ diễn viên một mình chăm sóc hai con trai, được chồng cũ chu cấp mỗi tháng 100.000 đô la Hồng Kông, tương đương 300 triệu đồng, nuôi dưỡng Lucas Tạ Trấn Hiên và Queen Tut Tạ Trấn Nam. Tháng 11 năm 2018, cô bất ngờ sinh con trai thứ ba nhưng không tiết lộ bố đứa bé. Hiện tại, bốn mẹ con Trương Bá Chi sống tại Hồng Kông, nữ diễn viên tích cực tham gia các show truyền hình và sự kiện thương mại.